Đây, chào các bạn đến với xưởng sản xuất bánh đa Phạm Tuyên. Hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một trong những cái mẫu khuôn in bánh. Đấy, mẫu khuôn in bánh. Thì các bạn quan sát đây, đây là những cái mẫu khuôn mà sản xuất Phạm Tuyên phân phối ra thị trường cho các bạn làm. Đấy. Đây là 2,5 ly. Đấy là mẫu khuôn 2,5 ly. Đây là 2 ly à. Mẫu này là mẫu 2 ly. Có yêu cầu cắt thì chúng tôi sẽ cắt cho các bạn là toàn bộ đường kính theo kích cỡ các bạn yêu cầu. Đấy, đây là mẫu đã cắt rồi, đây chúng tôi cắt để gửi cho khách. Đấy, mẫu khuôn in, gọi là mẫu khuôn in bánh. Các bạn kích cỡ dài rộng thì có thể là theo đúng yêu cầu của theo bên, nhu cầu đặt và khuôn tròn, khuôn vuông đều được hết, kể cả khuôn tam giác. Đấy. Cái này là khuôn 38. Cái này là khuôn 20. Đấy. Các cái mẫu khuôn bánh của chúng tôi.